Chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi BRICS đã diễn ra tại Johannesburg và là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của nhóm kể từ năm 2019. Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi BRICS đã diễn ra tại Johannesburg và đó là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của nhóm kể từ năm 2019. Theo đài Sputnik của Nga, các nhà lãnh đạo BRICS đã rất kỳ vọng về hội nghị thượng đỉnh này tại Nam Phi. Kể từ khi thành lập, BRICS đã trở thành nhóm đại diện cho nguyện vọng của các quốc gia đang phát triển nhằm thách thức quyền bá chủ kinh tế của tập thể phương Tây. Tại diễn đàn kinh tế Saint Petersburg vào tháng 6 năm 2006, Bộ trưởng Kinh tế Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, gọi tắt là BRICS, đã thành lập Hiệp hội Liên Quốc gia để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Cuộc họp chính thức đầu tiên của các thành viên BRICS Diễn ra bên lề phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9 năm 2006. Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của BRICS diễn ra tại Yekaterinburg, Nga tháng 6 năm 2009. Nam Phi gia nhập khối vào tháng 12 năm 2010. Ngay từ đầu, nhóm các quốc gia BRICS đã đề xuất và vạch ra nhiều mục tiêu chủ yếu liên quan đến kinh tế, từ các cơ hội đầu tư chung đến đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính, phát triển toàn cầu, cải cách liên hợp quốc và đảm bảo các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển có tiếng nói và đại diện lớn hơn trong các tổ chức tài chính quốc tế. Thông cáo của Hội nghị Thượng đỉnh Yacantaribuk tháng 6 năm 2009 đã tóm tắt các mục tiêu và lợi ích của các bên, bao gồm thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các quốc gia từng bước, chủ động, cởi mở và minh bạch, với mục tiêu không chỉ phục vụ lợi ích chung của các nền kinh tế thị trường mới nổi và các nước đang phát triển mà còn xây dựng thế giới hài hòa với hòa bình lâu dài và thịnh vượng chung. Chưa đầy một thập kỷ rưỡi kể từ khi thành lập, các quốc gia BRICS đã chứng minh được những bước phát triển đáng kể Cụ thể năm 2022, BRICS đã vượt qua nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu G7 về tổng sản phẩm quốc nội GDP và về sức mua tương đương PPP vào năm 2018. BRICS cũng đã thiết lập các lộ trình và thể chế hợp tác để đảm bảo khả năng chịu áp lực của các thành viên khi bên thứ ba gây tổn hại cho nền kinh tế của họ. Sáu năm nữa, đến năm 2030, các quốc gia BRICS dự kiến sẽ chiếm hơn 50% GDP của thế giới giúp củng cố hơn nữa vị thế với tư cách là khối kinh tế mạnh nhất trên thế giới không giống như nhiều thể chế kinh tế và chính trị do phương tây dẫn đầu brics không có trụ sở duy nhất thay vào đó các cơ quan hoạt động của khối trải rộng khắp các quốc gia thành viên trong đó ngân hàng phát triển mới có trụ sở tại thượng hải trung quốc hội đồng thương mại brics đặt tại johannesburg của nam phi khuôn khổ hỗ trợ tài chính ngắn hạn của thỏa thuận dự trữ dự phòng có trụ sở tại moscow của nga các hội nghị cấp cao của nhóm sẽ được tổ chức luân phiên tại các quốc gia thành viên, củng cố hơn nữa hình ảnh về quan hệ đối tác dựa trên sự bình đẳng trong khối. Với vốn kinh tế và ảnh hưởng chính trị ngày càng tăng, nhóm BRICS ngày càng có sức hấp dẫn đối với nhiều quốc gia ở các nước đang phát triển và Nam bán cầu. Algeria, Argentina, Bangladesh, Belarus, Ai Cập, Ethiopia và Iran là những ứng cử viên chính thức của BRICS. Ngoài ra, gần 30 quốc gia khác trên khắp châu Phi, châu Á, Trung Đông và châu Mỹ Latin, từ Nigeria, Thổ Nhĩ Kỳ đến Afghanistan, Indonesia, Mexico, Venezuela và Ả Rập Xê Út đã đăng ký gia nhập hoặc bày tỏ quan tâm đến việc gia nhập khối này. Không giống như các khối quyền lực địa chính trị của thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, các nước BRICS đã nhấn mạnh sự cởi mở. Chủ nghĩa thực tế chính là nền tảng cho sự hợp tác giữa các thành viên. Điều này tình cờ đã cho phép các quốc gia có thể tự coi mình là đối thủ tiềm năng, như Trung Quốc và Ấn Độ, nhưng vẫn hợp tác hài hòa trong tổ chức bất chấp những bất đồng. Các thành viên của khối có tổng GDP hơn 26.000 tỷ đô la Mỹ, chiếm 41% dân số và 26,7% diện tích của thế giới, khoảng 39,7 triệu km vuông. Thành viên của BRICS cũng là những cường quốc kinh tế và công nghệ hàng đầu thế giới như Trung Quốc và cường quốc quân sự Nga. Các thành viên BRICS đang thúc đẩy tạo ra một loại tiền dự trữ và thương mại mới, có thể đóng vai trò thay thế đồng đô la Mỹ. Động thái tạo ra đồng tiền BRICS hứa hẹn củng cố đáng kể vị thế của khối trong các vấn đề toàn cầu hiện chi tiết về loại tiền tệ mới vẫn chưa được công bố giới chuyên gia cho rằng các đối thủ lớn về kinh tế của brics là trung quốc và ấn độ chắc chắn sẽ tìm ra những ưu điểm của đồng tiền brics trước khi có thể đạt thỏa thuận phù hợp với lợi ích của tất cả các bên các cuộc thảo luận này chắc chắn đang được tiến hành giới quan sát dự đoán rằng loại tiền này có thể được giao dịch cho nhiều loại hàng hóa và hoạt động như một loại tiền kỹ thuật số cho thương mại giữa các quốc gia sự hội nhập không ngừng của brics đặc biệt là khả năng tạo ra giải pháp thay thế đồng đô la mỹ có nguy cơ hạ gục washington về sức mạnh kinh tế toàn cầu giới chuyên gia nhận định nếu các thành viên brics có thể gạt bỏ những bất đồng sang một bên và hợp tác vì lợi ích của tất cả các thành viên thì trật tự thế giới công bằng và toàn diện hơn có thể trở thành hiện thực điều đó thể hiện rằng mục tiêu của brics không phải là gây thiệt hại hoặc hủy hoại mỹ và các nước phương tây khác về kinh tế hoặc chính trị thay vào đó mục tiêu của brics chính là thay đổi trật tự thế giới từ đơn cực sang đa cực Thưa quý vị, sự phát triển và mở rộng của BRICS năm nay báo hiệu một kỷ nguyên mới sắp tới, trong đó thế đơn cực có thể sẽ không tồn tại. Sự phát triển và mở rộng của BRICS năm nay báo hiệu một kỷ nguyên mới sắp tới, trong đó thế đơn cực có thể sẽ không còn tồn tại. Ngay đầu năm 2024, BRICS ban đầu bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đã chính thức kết nạp thêm 5 thành viên mới là Ai Cập, Iran, các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, UAE, Ả Rập Xê Út và Ethiopia. Theo nhận định của giáo sư John Gong, Phó chủ tịch nghiên cứu và chiến lược tại Đại học Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Israel, có lý do tại sao các thành viên mới gia nhập BRICS và đến nay đã có hơn 20 quốc gia nộp đơn xin gia nhập khối. Đó là khát vọng tạo ra một hệ thống thế giới mới. Nói cách khác, hệ thống thế giới hiện hành là không công bằng, không cân bằng và chắc chắn là không mang tính đại diện. Sự bất công, thiếu cân bằng và thiếu đại diện trong hệ thống hiện tại được bắt nguồn từ hàng trăm năm trước. Bốn trong số năm thành viên BRICS ban đầu là nạn nhân của chủ nghĩa thực dân châu Âu trong suốt 300 năm qua, bắt đầu từ thế kỷ 16 và lên đến đỉnh điểm khi Thế chiến thứ hai kết thúc trong thế kỷ 20. Có thể nói, đây là một trong những giai đoạn đen tối nhất, bất công nhất trong lịch sử loài người, với sự phát triển tràn lan của các đồn điền mía đường, các đồn điền cà phê và buôn bán nô lệ dưới bàn tay của thực dân châu Âu. Ngay cả trong bối cảnh khoa học và công nghệ đang có những tiến bộ vượt bậc, được cho là cũng do phương Tây chỉ đạo và dẫn dắt. Sự kết thúc của chiến tranh thế giới lần thứ hai về cơ bản không làm thay đổi hiện trạng đó mặc dù những bên chiến thắng có thể đã nỗ lực hướng tới điều này ngay cả việc liên minh do mỹ đứng đầu thành lập các thể chế quốc tế bao gồm liên hợp quốc wto imf ngân hàng thế giới và nhiều tổ chức khác không những không sửa chữa được sai lầm lịch sử mà trái lại tình trạng đó vẫn tiếp tục tồn tại mặc dù không phải bằng vũ lực và bạo lực trắng trợn hơn cái gọi là trật tự quốc tế dựa trên luật lệ đã thất bại và nó đặt ra một câu hỏi cơ bản chúng ta đang nói đến những quy tắc trật tự của ai ở đây chúng ta có liên hợp quốc và hiến trương của tổ chức này nhưng hãy đếm xem đã bao nhiêu lần Mỹ giàn dựng những thay đổi chế độ ở nước ngoài mà không có sự thấp thuận của Liên Hợp Quốc. Chúng ta có WTO, nhưng hãy đếm xem bao nhiêu lần các quyết định của Ban Hội Thẩm, Hội đồng Trọng Tài giải quyết tranh chấp của WTO bị Mỹ bác bỏ và phớt lờ thẳng thừng và đến mức việc bổ nhiệm các thành viên kế nhiệm của Ban Hội Thẩm đó có thể bị ngăn chặn. Bên cạnh đó, chúng ta có Ngân hàng Thế giới, nhưng hãy đếm xem Ngân hàng Thế giới đã giúp xây dựng bao nhiêu cảng, cầu, đường sắt và đường cao tốc thực sự liên quan đến cái gọi là xây dựng năng lực mà ngân hàng này để ra giáo sư Gong cho rằng nguyên nhân sâu xa dẫn đến những thất bại của hệ thống hiện tại đều liên quan đến thế giới đơn cực hay thế giới gần như đơn cực sau chiến tranh lạnh. Đơn cực tạo ra quyền bá chủ và quyền bá chủ không mang đến hòa bình hay thịnh vượng. Vì vậy, sự trỗi dậy của BRICS và sự mở rộng BRICS năm nay báo hiệu một kỷ nguyên mới sắp tới, trong đó thế đơn cực sẽ không còn tồn tại. Nỗ lực của BRICS mở rộng sẽ nhằm tái cơ cấu kiến trúc chính trị, kinh tế và tài chính toàn cầu dựa trên các trụ cột của chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế. Brics mở rộng và nam toàn cầu nói chung không tìm cách cài tổ toàn diện hệ thống hiện tại, cũng không theo đuổi cách tiếp cận mang tính đối đầu hoặc mang tính cách mạng chống lại phương Tây để đạt được mục tiêu của mình. Họ vẫn công nhận và tôn trọng nhiều quy tắc và luật pháp quốc tế được phát triển trong 7 thập kỷ qua. Họ muốn một khuôn khổ đa phương để làm việc và hợp tác với phương Tây nhằm sửa đổi dần dần những khuyết điểm của hệ thống hiện tại, nhằm theo đuổi một hệ thống mới, trong đó có đa cực, có kiểm tra và cân bằng và hy vọng có được trạng thái cân bằng hòa bình. Theo nghĩa đó. Các nhà lãnh đạo phương Tây không nên nhìn nhận sự trỗi dậy của BRICS qua lăng kính địa chính trị đối kháng mà như một đối tác bình đẳng và tôn trọng. Thế giới đã thay đổi, Nam toàn cầu sẽ không còn chấp nhận những lời giao giảng khoa trương của phương Tây. Ngày nay, BRICS mở rộng đã đại diện cho gần 50% dân số thế giới và 36% GDP toàn cầu. Đã đến lúc phải suy ngẫm về tình trạng thực sự của thế giới chúng ta đang sống và hành động phù hợp. Cụ thể có một số cách mà BRICS đang phát triển, chủ yếu từ góc độ kinh tế. Như một phần để đạt được mục tiêu là xây dựng một trật tự toàn cầu mới. Đầu tiên, phát triển kinh tế là nền tảng. Ngoài việc biến BRICS thành một nền tảng chính trị để ủng hộ lợi ích của Nam toàn cầu trong việc đối phó với phương Tây, Ngân hàng phát triển của BRICS cần tiếp tục thực hiện các khoản vay dự án, đặc biệt là trong các dự án cơ sở hạ tầng với tốc độ tăng lên không ngừng theo chính sách và tiêu chuẩn cho vay của riêng mình. Thứ hai, tìm cách tạo thuận lợi cho các dòng chảy thương mại và đầu tư trong khối với Nam bán cầu nói chung. Thương mại toàn cầu hiện nay đang trải qua quá trình tái định hướng cơ cấu do xung đột ở Ukraine, sự cạnh tranh cường quốc giữa Mỹ với Trung Quốc và các lý do khác. Thương mại Trung Nga là một ví dụ điển hình, tính đến thời điểm cuối năm 2023 đã tăng 70% so với cùng kỳ năm trước đó. Loại hình thương mại và đầu tư nội khối này đã củng cố nền tảng kinh tế của BRICS, từ đó chuyển thành nền tảng chính trị. Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, hệ thống tài chính thế giới đang rất cần một số cải cách. Chúng ta đã thấy đủ các quốc gia, Công ty và cá nhân phải chịu các biện pháp trừng phạt trong hệ thống tài chính toàn cầu. Phải có một số bước phát triển ban đầu trong BRICS để phá vỡ quyền lực đó về thương mại tiền tệ, chuyển tiền, cơ chế thanh toán, vân vân. Nói tóm lại, sự thống trị của phương Tây trong nền chính trị thế giới trong vài trăm năm qua về cơ bản dựa trên sự thống trị về kinh tế và công nghệ. Để BRICS sắp tới thực sự trở thành một lực lượng đáng tin cậy trong nền chính trị thế giới, tổ chức này cũng cần phải đẩy mạnh các lĩnh vực đó. Quý vị, đầu năm 2024, nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu BRICS chính thức có thêm 5 nước thành viên, nâng tổng số thành viên lên 10. Với quá trình mở rộng mang tính thay đổi này, BRICS đã sẵn sàng định hình lại hợp tác kinh tế toàn cầu và ảnh hưởng địa chính trị. Với quá trình mở rộng mang tính thay đổi này, BRICS đã sẵn sàng định hình lại hợp tác kinh tế toàn cầu và ảnh hưởng địa chính trị. Với sự tham gia của ba gã khổng lồ năng lượng ở Trung Đông, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Iran, đã khuếch đại đáng kể tác động của BRICS. BRICS mở rộng quy tụ các quốc gia chiếm 80% sản lượng dầu mỏ thế giới, đưa nhóm này trở thành một trong những khối dẫn đầu trong lĩnh vực năng lượng toàn cầu. Ngoài số liệu thống kê kinh tế đơn thuần, các quốc gia BRICS hiện chiếm 40% dân số thế giới đã âm thầm vượt qua các nước G7 về sức mạnh kinh tế được đo lường thông qua sức mua tương đương. Ai Cập và Ethiopia, đại diện cho lục địa châu Phi, góp phần quan trọng vào sức mạnh nhân khẩu học này, nhấn mạnh cam kết của Liên minh trong việc thúc đẩy tính bao trùm kinh tế toàn cầu xóa bỏ quan điểm cho rằng BRICS vốn chống phương Tây, cách tiếp cận có chừng mực của Ấn Độ vẫn nhất quán và mạch lạc. Tiến sĩ Jai Sankar, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh rằng, Ấn Độ không tìm cách chống phương Tây mà trở thành một lực lượng chủ động khuyến khích, lôi kéo hoặc gây áp lực thay đổi trong cấu trúc toàn cầu, phần lớn do phương Tây tạo ra. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nhấn mạnh trong cuộc họp báo hồi đầu tháng 1 rằng, việc mở rộng BRICS cho thấy triển vọng tươi sáng của khu vực này. Theo hãng tin Bloomberg, sự trỗi dậy nhanh chóng của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS đang làm thay đổi nền kinh tế toàn cầu. Các tính toán của Bloomberg cho thấy Trung Quốc sẽ là quốc gia đóng góp hàng đầu cho tăng trưởng toàn cầu trong 5 năm tới với tỷ trọng gấp đôi Mỹ. Bloomberg nêu rõ, tỷ lệ mở rộng GDP toàn cầu của Trung Quốc dự kiến chiếm 22,6% tổng tăng trưởng thế giới vào năm 2028. Ấn Độ được dự đoán sẽ đóng góp 12,9% GDP toàn cầu. Tổng cộng 75% tăng trưởng toàn cầu dự kiến tập trung ở 20 quốc gia và hơn một nửa nằm trong top 4 đó là Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ và Indonesia. Đức, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Pháp cũng được coi là nằm trong số 10 quốc gia đóng góp hàng đầu. Một nghiên cứu của một công ty nghiên cứu kinh tế vĩ mô có trụ sở tại Vương quốc Anh cũng cho thấy khoảng cách giữa hai nhóm về quy mô kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng. Các nhà phân tích lưu ý Trung Quốc và Ấn Độ đang có tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và ngày càng có nhiều quốc gia quan tâm đến việc gia nhập BRICS. Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, nhiều quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm đến việc gia nhập BRICS một số nước đang mua cổ phần trong ngân hàng phát triển mới, tổ chức tài trợ cho BRICS. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ca ngợi việc mở rộng BRICS, gọi đây là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy quyền lực ngày càng tăng của nhóm và vai trò của tổ chức này trong các vấn đề quốc tế. Thưa quý vị, ông Putin tuyên bố trên cương vị chủ tịch BRICS năm 2024, Nga sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác giữa các thành viên trong khối trên loạt lĩnh vực từ an ninh, chính trị, kinh tế đến văn hóa và nhân đạo. Theo đài RT, đầu năm 2024, điện Kremlin đã đăng tải tuyên bố của tổng thống Nga Vladimir Putin nhân dịp Nga bắt đầu giữ chức chủ tịch luân phiên của nhóm các nền kinh tế mới nổi năm 2024. Trong đó nhấn mạnh Moscow sẽ cố gắng hết sức để thúc đẩy hợp tác trong khối. Trong tuyên bố, tổng thống Putin nhấn mạnh rằng nhiệm kỳ chủ tịch của Moscow với phương châm tăng cường chủ nghĩa đa phương vì sự phát triển và an ninh toàn cầu công bằng sẽ tập trung vào hợp tác tích cực và mang tính xây dựng. Theo ông Putin trong năm chủ tịch BRICS 2024, Moscow dự định tăng cường quan hệ đối tác giữa các nước trong khối về các lĩnh vực chính trị và an ninh, các vấn đề kinh tế và tài chính, cũng như các mối liên kết về văn hóa và nhân đạo. Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh trên cương vị chủ tịch BRICS, Moscow sẽ đưa ra những phản ứng hiệu quả trước những thách thức và mối đe dọa đối với an ninh và sự ổn định của quốc tế và khu vực. Vạch ra những lộ trình và các mục tiêu như thế, chắc hẳn BRICS và nước chủ tịch muốn nhấn mạnh khối này đang thu hút ngày càng nhiều sự ủng hộ và hưởng ứng của các thành viên cũng như nhiều nước đang muốn tham gia bởi khát vọng hướng tới một trật tự quốc tế đa cực và hệ thống tài chính thương mại công bằng theo đuổi các giải pháp tập thể nhằm giải quyết các thách thức lớn của thời đại những tuyên bố của Moscow không phải là thông điệp một chiều mà có sự cộng hưởng từ các thành viên BRICS cả cũ và mới sự tiếp đón nồng nhiệt của các nhà lãnh đạo Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất dành cho Tổng thống Putin trong chuyến thăm hồi đầu tháng 12 năm 2023 bất chấp những lời kêu gọi chống nga là một dấu hiệu cho thấy thiện chí của các thành viên sắp gia nhập BRICS đối với Moscow Việc Nga đảm nhiệm vai trò người cầm lái con thuyền BRICS trong khi còn trên 30 nước đang muốn gia nhập mang lại cho Moscow một số lợi thế nhất định. Trước hết, điều này sẽ chứng minh với công chúng trong nước đang có những dấu hiệu mệt mỏi rằng nước Nga hoàn toàn không bị cô lập như những gì phương Tây tuyên bố. Quan trọng hơn, Nga có thể đối phó các lệnh trừng phạt của phương Tây hiệu quả hơn để mở rộng thị trường bán nguyên liệu với mức giá hấp dẫn. Lợi thế này của Moscow đã được minh chứng bởi ngay cả các đối tác của phương Tây trong BRICS cũng hiếm khi tuân thủ các lệnh trừng phạt chống lại Nga. Một số thậm chí còn coi các biện pháp trừng phạt là một dấu hiệu cảnh báo. Các biện pháp trừng phạt chẳng hạn như đóng băng dự trữ ngoại hối và loại khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT đã thúc đẩy nỗ lực của BRICS tìm kiếm các giải pháp thay thế cho hệ thống tài chính do Mỹ thống trị. Mới đây, Iran đã úp mở về việc nước Nga với nhiều kinh nghiệm quốc tế có thể thành lập ban thư ký BRICS để hoàn thiện hơn mô hình của nhóm. vì BRICS đang phát triển và gia tăng sức ảnh hưởng, vậy BRICS mở rộng liệu có trở thành đối trọng của phương Tây trên trường quốc tế hay không? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi ngay sau đây. BRICS đang phát triển và gia tăng sức ảnh hưởng, mặc dù có một trở ngại. Tuy nhiên, các quốc gia thuộc khối BRICS vẫn có thể vượt qua. Đó là chính phủ Argentina thông báo hủy bỏ kế hoạch gia nhập BRICS trong một tuyên bố đăng tải trên X trước đây là Twitter. Tuy nhiên, BRICS đã có thêm 5 quốc gia mới gia nhập vào năm 2024, đó là Ai Cập, Ethiopia, cùng ba cường quốc năng lượng là Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Iran. Với việc kết nạp thêm thành viên, BRICS đang củng cố vị thế với tư cách là tiếng nói của các nước Nam bán cầu. Nga sẽ là quốc gia chủ trì cho hội nghị thượng đỉnh của khối vào tháng 10 năm 2024 tại Kazan. Những thành viên mới cũng có một số những bất đồng nhất định. Các quốc gia thành viên cũng có những khác biệt. Tuy nhiên, nhà khoa học chính trị Johannes Plagemann tại tổ chức nghiên cứu GIGA ở Hamburg cho biết, về cơ bản thì họ vẫn có sự đồng thuận ông cho biết các quốc gia này đều muốn một trật tự thế giới ít bị phương tây chi phối các biện pháp trừng phạt đang ngày càng thúc đẩy các quốc gia thành viên brics tìm kiếm giải pháp mới mặc dù brics không có văn phòng trụ sở riêng nhưng họ có tổ chức tài chính riêng đó là ngân hàng phát triển mới new development bank ndb ngân hàng này sẽ có thể huy động vốn sau khi các quốc gia giàu về tiền mặt như ả rập xê út và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất tham gia đây sẽ là nguồn tài trợ cho các dự án phát triển quốc gia và cũng có thể là một phương tiện giải quyết nợ chính phủ Chuyên gia Plageman dự đoán sẽ còn có nhiều sự thay đổi hơn nữa khi Global South trỗi dậy và phương Tây bị giảm dần sức ảnh hưởng. Có thể nói, việc mở rộng thêm thành viên của BRICS được đánh giá là như hổ mọc thêm cánh, giúp nâng tầm vị thế và tầm ảnh hưởng của khối này trên trường quốc tế. Theo Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, lần mở rộng này được tiếp nối bởi những lần mở rộng khác, và BRICS là sự hợp tác của các quốc gia bình đẳng, có quan điểm khác nhau nhưng có tầm nhìn chung để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng Việc mở rộng BRICS mang tính lịch sử và là điểm khởi đầu mới cho hợp tác BRICS, thể hiện quyết tâm của các nước BRICS trong việc đoàn kết và hợp tác với các nước đang phát triển khác, đáp ứng mong đợi của cộng đồng quốc tế và phục vụ những lợi ích chung của các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển. Ông Tập Cận Bình nêu rõ, sự mở rộng cũng sẽ tiếp thêm sức sống mới cho cơ chế hợp tác BRICS và tăng cường hơn nữa các lực lượng vì hòa bình và phát triển thế giới, đồng thời nhấn mạnh rằng chỉ cần các nước BRICS cùng nhau hợp tác thì có thể đạt được nhiều điều và một tương lai đầy hứa hẹn đang chờ đợi các nước BRICS. Tất cả các quốc gia thành viên BRICS đều khác nhau về mức độ giàu có, phát triển xã hội và khoa học, nhưng có một điểm chung là tốc độ phát triển kinh tế cao. Với các thành viên mới, BRICS sẽ chiếm khoảng 37% GDP của toàn cầu theo sức mua tương đương và 46% dân số thế giới. Điều quan trọng hơn là BRICS mở rộng quy tụ các quốc gia chiếm 80% sản lượng dầu mỏ thế giới, đưa nhóm này trở thành một trong những khối dẫn đầu trong lĩnh vực năng lượng toàn cầu. Đồng thời BRICS bao gồm không chỉ những nước khai thác mà cả tiêu thụ tài nguyên năng lượng lớn nhất thế giới. Đây là điểm tích cực để BRICS có thể đưa ra những chiến lược khai thác và sử dụng năng lượng ổn định, bền vững vì sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu. Thưa quý vị, tổng thống Brazil đã kêu gọi các quốc gia BRICS tạo ra một loại tiền tệ chung để giao dịch trong thương mại và đầu tư giữa các nước thành viên, như một phương tiện để giảm bớt rủi ro trước những biến động tỷ giá hối đoái của đồng đô la Mỹ. Tổng thống Brazil đã kêu gọi các quốc gia BRICS tạo ra một loại tiền tệ chung để giao dịch trong thương mại và đầu tư giữa các nước thành viên, như một phương tiện để giảm bớt rủi ro trước những biến động của tỷ giá hối đoái của đồng đô la Mỹ. Theo hãng tin Reuters của anh, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã đưa ra đề xuất trên tại hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15 diễn ra ở Johannesburg, Nam Phi hồi tháng 8 năm 2023. Tuy nhiên, giới chức và các nhà kinh tế đã chỉ ra những khó khăn liên quan đến ý tưởng này. Do sự tranh lệch về kinh tế, chính trị và địa lý giữa các nước thành viên Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, Tổng thống Brazil không tin rằng các quốc gia không sử dụng đồng đô la Mỹ sẽ buộc phải giao dịch bằng đồng tiền nội tệ. Ông cũng ủng hộ việc sử dụng một loại tiền tệ chung trong khối thị trường chung Nam Mỹ, Mercosur. Trong phiên họp toàn thể khai mạc hội nghị thượng đỉnh BRICS, ông Lula da Silva nói rằng đồng tiền BRICS sẽ thúc đẩy các lựa chọn thanh toán và giảm bớt các điểm yếu của các thành viên. Tuy nhiên, Giới chức Nam Phi cho biết đồng tiền BRICS không nằm trong chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh. Hồi tháng 7 năm 2023, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ cho biết nước này chưa có ý tưởng gì về đồng tiền BRICS. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nói rằng Hội nghị BRICS thảo luận về việc chuyển đổi thương mại giữa các nước thành viên từ đồng đô la Mỹ sang đồng nội tệ. Ông Putin tham dự hội nghị trực tuyến. Trung Quốc chưa bình luận về ý tưởng này, song tại Hội nghị Thượng đỉnh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi thúc đẩy cải cách hệ thống tài chính tiền tệ quốc tế phát biểu với một đài phát thanh vào tháng 7 năm 2023, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nam Phi, Lesetia Kaganiago nói rằng việc tạo ra đồng tiền BRICS sẽ là một dự án chính trị. Ông Herbert Poenix, thành viên cao cấp tại Đại học Chiết Giang đã viết trên blog của tổ chức nghiên cứu OMFIF rằng sự mất cân bằng thương mại cũng là một vấn đề. Theo ông, tất cả các nước thành viên BRICS đều có Trung Quốc là đối tác thương mại chính và có một chút giao thương với nhau. Các nhà lãnh đạo BRICS cho biết họ muốn sử dụng đồng nội tệ nhiều hơn thay vì đồng đô la Mỹ Ý tưởng này đã được thúc đẩy vào năm 2022, trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất và Nga triển khai kế hoạch quân sự tại Ukraine, khiến nợ bằng đồng đô la Mỹ và nhiều mặt hàng nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn. Ngoài ra, việc Nga bị loại khỏi hệ thống tài chính toàn cầu do các lệnh trừng phạt hồi năm 2022 cũng làm dấy lên các suy đoán rằng các đồng minh ngoài phương Tây sẽ xa lánh đồng đô la Mỹ. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 8 năm 2023, Tổng thống Putin cho biết đồng đô la Mỹ đang mất đi vai trò toàn cầu trong một quá trình khách quan và không thể đảo ngược Ông tuyên bố quá trình phi đô la hóa đang đạt được động lực. Theo dữ liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế, trong quý cuối cùng của năm 2022, tỷ lệ dự trữ ngoại hối chính thức của đồng bạc xanh đã giảm xuống mức thấp nhất trong 20 năm, ở mức 58% và 47% khi được điều chỉnh theo thay đổi tỷ giá hối đoái. Tuy nhiên, đồng đô la Mỹ vẫn thống trị thương mại toàn cầu. Theo Ngân hàng thanh toán quốc tế, loại tiền tệ này đang được thực hiện trong gần 90% giao dịch ngoại hối toàn cầu. Do đó, giới chuyên gia nhận định nỗ lực phi đô la hóa sẽ cần vô số nhà xuất khẩu và nhập khẩu cũng như bên đi vay, cho vay và các nhà giao dịch tiền tệ trên toàn thế giới tham gia quyết định sử dụng các loại tiền tệ khác một cách độc lập. Về phần G7, nếu như xung đột Nga-Ukraine là chủ đề thảo luận chính của các ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 tại Nagano, Nhật Bản hồi tháng 4 năm 2023, thì hơn nửa năm sau, một cuộc xung đột mới xuất hiện đã chi phối chương trình nghị sự của Hội nghị Ngoại trưởng G7 diễn ra tại thủ đô Tokyo Tuyên bố chung sau hai ngày họp đã dành phần đầu tiên và đáng kể để bày tỏ lập trường của G7 về xung đột Hamas-Israel, được các ngoại trưởng G7 khẳng định là lập trường thống nhất của khối về vấn đề này. Tuy nhiên, giới phân tích lưu ý nội dung tuyên bố chỉ đưa ra những đường hướng chung chung không cụ thể. Điều này phản ánh những mối quan tâm khác nhau cũng như lợi ích về kinh tế và chính trị khác nhau trong nhóm. Ông Thomas Gorman, giám đốc Viện quan hệ quốc tế Pháp, nêu rõ: Phương Tây đang bị chia rẽ và sự chia rẽ này có thể thấy rõ trong G7. Trong khi nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo bảo vệ dân thường và tuân thủ luật pháp quốc tế. Tuyên bố chung của hội nghị đã không đề cập đến thỏa thuận ngừng bắn cũng như không có thái độ lên án cuộc tấn công của Israel vào giải Gaza. Giới phân tích cho rằng sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ dành cho Israel và những lo ngại về phản ứng dữ dội từ các bộ phận người Ả Rập hoặc Do Thái trong dân số các quốc gia G7 đã khiến việc đạt được quan điểm chung trở nên khó khăn. Một vấn đề phức tạp là Nhật Bản, chủ tịch luân phiên G7 đã thực hiện cách tiếp cận thận trọng với cuộc khủng hoảng ở Trung Đông. Tuy nhiên, Tokyo cũng đang bị áp lực từ Mỹ đồng minh thân cận nhất của Nhật Bản là phải phù hợp với lập trường ủng hộ Israel. Ông Koichiro Tanaka, giáo sư tại Đại học Keiko ở Tokyo, chuyên về quan hệ quốc tế ở Trung Đông nhận định, tôi không nghĩ trong lịch sử trước đây, nhiệm kỳ chủ tịch G7 của Nhật Bản lại gặp phải thách thức nghiêm trọng như thế này. Về phần mình, ông Michael MacArthur Bosak, cố vấn đặc biệt về quan hệ chính phủ tại Hội đồng Yokosuka về nghiên cứu châu Á-Thái Bình Dương cho rằng, ngay từ đầu cuộc xung đột, Nhật Bản đã tìm kiếm phản ứng cân bằng, một phần do lợi ích ngoại giao đa dạng của nước này trong khu vực và sự phụ thuộc vào dầu mỏ ở Trung Đông. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của phong trào hồi giáo Hamas và sự phản ứng quân sự quá mạnh từ Israel đã đặt Tokyo vào tình thế phải điều hướng những vùng xám trong chính sách của Nhật Bản. Giáo sư tại Trường Nghiên cứu Liên văn hóa của Đại học Kobe, ông Satoru Nakamura đánh giá tuyên bố chung của G7 với lời lẽ thận trọng, tránh công kích Israel cho thấy Nhật Bản đã chú trọng đến Mỹ vì quốc gia này là đồng minh an ninh. Trong khi đó, ông Jeffrey Horn, giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Quốc tế Canada nhận định G7 thực sự không thể đưa ra quan điểm thống nhất mạnh mẽ về vấn đề này. Theo giáo sư Nakamura, lập trường không rõ ràng của Nhật Bản có thể khiến các quốc gia hồi giáo ở Trung Đông tiến gần hơn đến Trung Quốc và Nga, coi các nước G7 không còn là đối tác tin cậy trong việc tạo ra sự ổn định của khu vực. Kenichiro Takao, nhà nghiên cứu điều hành tại Viện Trung Đông của Nhật Bản cho biết, nếu các thành viên G7 tiếp tục đứng về phía Israel trong cuộc xung đột, trước sự thất vọng của các quốc gia hồi giáo, thì Trung Quốc và Nga sẽ củng cố ảnh hưởng của họ ở Nam bán cầu. Theo giáo sư Hideyaki Shinoda tại Đại học Ngoại ngữ Tokyo, lẽ ra G7 nêu những đề xuất cụ thể về cách đưa viện trợ nhân đạo đến Gaza nơi nhiên liệu, thực phẩm, nước và vật tư y tế khan hiếm, nhưng điều này đã không xuất hiện trong tuyên bố chung. Ngoại trừ cuộc xung đột Israel Hamas, có thể nói các ngoại trưởng G7 thể hiện lập trường thống nhất xuyên suốt của khối trong suốt năm 2023 về các vấn đề khác, trong đó có xung đột Nga Ukraina, các diễn biến ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương và quan hệ với Trung Quốc. Trước thời điểm diễn ra hội nghị ngoại trưởng G7, một số nhà phân tích đã đặt câu hỏi về khả năng xung đột Hamas Israel có thể chuyển sự chú ý của quốc tế khỏi xung đột Nga Ukraina. Tuy nhiên, Phiên họp mở rộng của G7 với sự tham dự trực tuyến của Ngoại trưởng Ukraine và nội dung thể hiện trong tuyên bố chung cho thấy đây là vấn đề mà khối này tiếp tục thể hiện lập trường thống nhất và rõ ràng. Giáo sư Sebastian Maslu tại Học viện Phụ nữ ở Sendai, Shirayuri, Nhật Bản nhấn mạnh các nước G7 biết rằng nếu họ giảm bớt sự ủng hộ đối với Ukraine, điều này sẽ gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới Nga và cả Trung Quốc rằng G7 không có khả năng giải quyết cuộc khủng hoảng cơ bản trong khu vực. Takuya Matsuda, nhà nghiên cứu về các vấn đề an ninh quốc tế tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Tiên tiến của Đại học Tokyo cho biết, trong khi hai cuộc xung đột chiếm phần lớn chương trình nghị sự, thực chất Nhật Bản muốn thảo luận nhiều hơn về các vấn đề châu Á Thái Bình Dương, bao gồm cả mối quan hệ căng thẳng với Trung Quốc và các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Bình luận viên JC Johnson của báo Japan Times cho rằng, ngôn ngữ thể hiện trong tuyên bố của ngoại trưởng G7 về Trung Quốc lặp lại những tuyên bố trước đó được đưa ra trong suốt năm 2023, phản đối những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc ép buộc ở biển Hoa Đông và biển Đông, thừa nhận cần phối hợp với Trung Quốc trong việc đối phó với các thách thức toàn cầu bày tỏ sẵn sàng xây dựng mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định với Trung Quốc. Quan hệ với Trung Quốc và các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là mối quan tâm lớn của Nhật Bản. Vì vậy, việc hội nghị ngoại trưởng G7 một lần nữa nhấn mạnh lập trường đã nhiều lần đưa ra trước đó có thể coi là thành công đối với Nhật Bản. Tuy nhiên, trong khi đạt được mong muốn với hai chủ đề trên, có vẻ Nhật Bản khó hài lòng với tuyên bố của G7 về vấn đề Tokyo xả ra biển nước thải phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã ngừng hoạt động. Các ngoại trưởng G7 dù bày tỏ sự ủng hộ với quyết định xả thải của Tokyo coi đó là việc làm an toàn, minh bạch và có cơ sở khoa học, song không hề đề cập đến việc yêu cầu Nga và Trung Quốc dỡ bỏ các biện pháp cấm nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản. Theo giới chuyên gia, điều này có thể là sự thận trọng của Mỹ trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung đang được thúc đẩy những ngày gần đây. Trong đó đáng chú ý là khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung bên lề tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC sắp tới tại San Francisco của Mỹ. Xung đột Hamas-Israel bùng phát bất ngờ đã trở thành thách thức với Nhật Bản trên cương vị chủ tịch G7. Với tư cách là nước chủ nhà, Nhật Bản mong muốn hội nghị ngoại trưởng G7 thể hiện được sự đoàn kết thống nhất của khối trên cả ba mặt trận: Trung Đông, châu Âu và Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Với những kết quả công bố sau cuộc họp, có thể nhận định Nhật Bản về cơ bản đã đạt được mong muốn. Cho dù vẫn còn một số vấn đề bỏ ngỏ, song Tokyo đã nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ khó khăn tại một trong những sự kiện ngoại giao cuối cùng trên cương vị chủ tịch đương nhiệm G7, đó là cân bằng quan điểm và lợi ích giữa các thành viên trong khi vẫn duy trì được những ưu tiên ngoại giao hàng đầu của mình.